gầy lắm anh ạ. Làm gì mà gầy? Quá lên nhé. Quá. Quá, ăn đi. Ăn thôi. Làm gì đã ăn được? Các bạn nhìn này. Chảy mỡ vàng khe như này mà. Đấy thì chỉ mới là thui cái lông của nó thôi. Có chân đưa tới á. Ba con chim này. Mấy con chim của mình vàng như gà công nghiệp luôn các bạn. Đấy. Như này cơ mà các bạn. Đây là quả ức của nó đây. Đấy. Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ theo chân thằng Út với thằng Tôn ở xóm mình đi bẫy chim. Bây giờ hai anh em đang gỡ cái lưới kìa. Nãy vừa thả đây. Có phải được hai con không bảo? À, vừa được một con cò với một con chim trèo bẹo. Phải không? Mấy anh em đang quẩn cái lưới kìa. Vừa mắc con cò với con trèo béo ngay chỗ này. Đấy con chim trong túi quần á. Bà cầm cái này chú hộ chú. Đây con. Chá hộ đó. Chim động trong túi quần, chim người hay chim chim thật đấy. Đây anh em cầm. Đây chim thật nha các bạn nhé. Ai nhá, khỏe phết đấy. Còn một con cò kia nữa. Con chim trèo bèo đấy. Đây. Nét thành quả ngọt ngào rồi, vừa căng buổi trưa thôi. Nó dậy khỏe lắm bảo ạ. Nó dậy khỏe lắm. Cầm chắc nha. Nhổ lông cánh lên đi chắc ăn. Không nhổ đâu. Mình sẽ theo mấy anh em đi lên quả đồi khác để đánh chim cu xem có được con nào bồ câu ấy. Được cả một con cò các bạn nhé. Này cò trắng thực tế đấy. Đấy. Quê mình gọi là con chim trèo bèo các bạn. Nhà thằng em mình rất nhiều chim, loại gì cũng có. Này. Hiếu bằng má. Cái con trèo bèo. Còn gà mồi thì rất nhiều luôn. Gà này huấn luyện rồi lên gặp gà rừng xong lại đánh luôn. Tí nữa mình sẽ theo chân hai thằng em lên trên kia kìa. À, lên trên cái đỉnh đồi kia. Để căng lưới trên đấy. Xem có được có thêm con chim nào không. Mình vừa đi từ dưới kia lên các bạn kìa. Đấy, đi xuống đây này. Nó vướng cây nên là không nhìn thấy. Rồi đi lên đây. Hai thằng em nó bảo trên đây, trên này nhiều chim bồ câu. Bồ câu rừng ấy. Thì không biết là hôm nay đi có bắt được con nào hay không. Hy vọng là đã leo lên đến đây thì sẽ bắt được một hai con. Để có cơ hội giới thiệu với các bạn. Bây giờ chui lên đây đã. Hơi rậm đấy. Mà cũng mệt nữa. Mình leo sau nên là
khá là mệt. Đi nhanh chứ. Lên đỉnh chưa? Đây các bạn này, hai thằng em nó dự tính nó căng lưới ở đây. Một cọc ở chỗ này. Một cọc ở trong bên trong kia. Đấy, để xuyên ngang đồi này. Cái đàn chim bồ câu nó đang đậu tận đằng kia kìa. Đấy, nó ra đây nó ăn những cái quả trên những cái cây này này. Trên những cái cây này. Đấy, hai anh em đang gỡ lưới. Mình sẽ xuống dưới xem như nào. Buộc một đầu vào cái đầu cây kia. Còn đầu đằng dưới này à? Út. Hai đầu á? Bốn đầu à? Đây, lưới đây các bạn này. Mình có trách nhiệm chỉ giữ hộ hai anh em thôi. Còn không biết buộc vào cây này như nào đâu. Bé bó cẩn thận tí. Để cứ cầm trang là phải ra rồi. Rao này chứ? Chỉ nhìn thấy cây chứ không nhìn thấy lưới đâu. Lưới lên ánh sáng nó mờ lắm rồi. Thế này thảo nào con chim nó nhìn thấy nó lao phải. Út nhà mình nó sẽ đi vào trong kia. Để nó cắm một cây vào trong kia. Bên này thì một thằng út nữa nó cũng đang gỡ lưới. Đây để anh gỡ cho. Lưới đây các bạn này. Cái này nó dài 60m, chiều dài cao 7m các bạn ạ. Đấy, càng ngang cái đường này vì là hai anh em nghĩ là cái con chim ấy thì nó sẽ chạy từ bên này sang này hoặc nó bay từ bên kia sang. Lưới căng ở giữa. Nhưng mà nó hơi rộng một tí nên là hai anh em phải làm từ từ thôi. Buộc vào cây này thôi. Chim nó ra nó ăn ở quả ở những cái cây này các bạn này. Đấy. Những cái cây ở đây này. Hy vọng là tí nữa nó sẽ sang. Cố định một đầu ở kia các bạn nhé. Đấy, một đầu tận kia kìa. Xong rồi hai anh em nó lôi sang tận bên này. Đây, lôi sang đây. Cố định một đầu đằng kia nữa là ok rồi đấy. Hai anh em nó buộc nốt cái cột này căng lên là được thôi. Nó nặng nó sẽ đứt cái dây này nhiều chim quá. Đấy là sắp được rồi các bạn ơi. Một đầu ở đằng kia kìa. Đây cái lưới đây này. Lưới đây. Còn một đầu nó tận kia kìa. Ở trong máy ảnh thì có vẻ cái lưới các bạn không nhìn thấy được nhưng mà đây này. Đây cái lưới đây này. Cái mép bên trên đây này. Bây giờ mấy anh em mình sẽ sang bên kia để vừa là xua đuổi cái đàn chim xem có con nào không, nó lại để cho nó chạy sang bên này, để cái lưới ở đây thôi.
có vẻ được chim rồi các bạn ơi. Hai anh em đang ngồi dưới, mấy anh em đang ngồi dưới kia. Được chim rồi các bạn ạ. Có một con thôi à? Được có một con thôi các bạn ạ. Đâu? Ô, con này khiếu vàng rồi. Được một con các bạn ơi. Ồ, con vẹt, con vẹt. Con này làm nhiễu của nó đây. Đây các bạn này. Bọc non ấy vậy. Đấy các đấy, được một con rồi các bạn ạ. À mấy anh em mình lại đi ra chỗ khác. Tí nữa lại quay lại. Mày quá, được một con. Này anh em bẫy được anh thật đi, không phải là anh em nhét vào đây đâu các bạn nhá. Mày quá, được một con ạ. Không biết là chim gì. Không biết các bạn biết con chim này con chim gì không? Kêu long phượng. Đấy, chim thật. Bạn đoán xem con này con chim gì. Rồi, ok rồi đấy. Thằng em nó đi kiểm tra xem có được thêm con nào nữa hay không. Cái lưới thì vẫn để bên kia các bạn ạ. Bây giờ thì mấy anh em sẽ về thôi. Thì sáng mai lên sẽ xem tiếp khoảng 7-8 giờ gì đấy. Sẽ lên xem có được thêm con chim nào nữa không. Thì bây giờ cũng muộn muộn rồi. Xin phép các bạn là mình hai mấy anh em về đây. Rất nhiều chim luôn các bạn ạ. Hôm qua anh em chúng tôi đặt bẫy, hôm nay sáng nay lên thì duy nhất nhiều chim luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. Bên này nữa các bạn này. 10 con. Đây này. Rất là nhiều luôn. Bây giờ anh em chúng tôi gỡ đã. Hôm qua mặt đường như này nhỉ. Ủa nhiều thế. Thôi mình gỡ đây, ốt áo đây. Ốt áo đây. Hôm nay anh em chúng tôi trúng quả rồi. Con này con trèo bèo này. Chim này là con chim gì để anh xem nào. Mày mẹ mà cởi ốt áo đây. Ủa gì nhỉ? Ác thế. Ôi con này lại vừa bị à? Ờ. Ôi một con tận trên đỉnh kia kìa. Ờ. Này. Wow. Nhiều thế nhỉ. Để anh xem, anh đi sang này này. Xem được quay nào. Ôi. Đây này. Ôi con cao kia lấy nào được tôi nhỉ. Wow. Dính rất nhiều. Đó, đang bận gỡ chim nhớ. Đó, nhưng em đang gỡ chim một con đấy dưới đây mắc nhiều quá bây giờ đang gỡ. Được hơn chục con á. Rất nhiều luôn. Xem đã. Nha. Hồi gỡ đã nhỉ. Hai con, một con tận trên cây cơ nhỉ. Lấy nào đường. Con này con kiểu bèo nhỉ. À được cả một em rơi rơi. Mắc cả rơi rơi. Đây. Gỡ hai em này đã. À anh thấy nặng cả túi à. Một túi chim. Ốt áo. Mày cho chúng mày vào đây chân đánh nhau. Mười nhá. Mày nó lao về rồi bên nào. Nó có túi của nó chứ. Còn hai con, hai em trên này cao phết. Ốt chim mà. Một túi chim. Vàng thế nhỉ. Một em. Đấy, bày ác ấy. Nó ỉa sao ấy. Rậy tay thầy. Nó cho nó ăn mới chi cả. Ăn cạm. Ăn cạm.
con này chèo bèo đấy. Vào đi em. Đấy. Đấy là phan đi giờ chèo bèo bây giờ. Nó đánh nhau đấy. Ừ, nó đánh nhau. Ấy con đấy mỏ đỏ đấy. Con này loại khác ấy. Ôi, chân nó rồi. Ừ, kinh không? Ba con chèo bèo nhở? Còn có một con màu đỏ hay là con này con đực nhở? Đây này. Loại vàng vàng này. Hay là loại chim nào loại non? Hết à? 7 con. Chim diều hâu đấy. Các bạn nhìn này. Con trâu ơi. Chân nó như này thằng nào nó cắp cắp con gà thủng thủng cái chân gà là phải. Xong rồi cái con diều hâu này nó xuống nó bắt cái con chim vàng này nó mắc luôn vào lưới. Con này hay ăn gà chứ, ăn gà này. Lâu lắm, này lâu lắm. Nó cắp ghê lắm con đấy. Chân nó sắc. Cắt chết. Thế bố phải cầm chân trước, cầm chân trước nó đi. Cắt chết đấy con ạ. Được chưa? Ông mình đang bị nó cắp vào thịt thì không thể nào mà cỡ tay phải để yên cho nó thả ra. Thùng lúc nãy con bị thùng tay này. Lúc nãy mình cũng bị thùng tay luôn. Cái chân nó như này cơ mà. Rồi. Dạ chưa? Dạ rồi. Chào bạn nè, mình có con chim ấy. Cắp được không ạ? Cắp được, cắp chân, cắp. Con chim ấy nè bạn ạ. Con diều hâu này nó thế nó mới bắt được gà chứ. Cơ mỏ đây bạn ạ. Cắn đấy. Gầy không bạn ạ? Làm gì mà gầy? Mà anh cu lại còn bảo gầy. Nó béo như thế này mà bảo gầy. Có biết vặt lông không? Đúng rồi, thịt nào đây? Cán này cán đâu ấy. Làm gì cán, không phải cán đâu. Nó béo như này cơ mà. Thì vàng như này. Ôi, là thịt chi. Đó. Kê nó. Bà đông này nó. Rồi. Ôi. Đóng gì? Hả? Đây, ở đây đúng. Ở đây. Quay cái tập phim nướng chim này nó ở chập tối các bạn ạ. Cho nên là nó sẽ hơi tối một chút. Nhưng mà các bạn vẫn có thể nhìn thấy được là ông mình, bố mình với thằng cu nó đang nướng con chim. Làm gì đã ăn được? Chưa ăn được đâu, tí nữa phải ấy đi. Chẳng mua mà ăn được chứ. Còn nó mổ chứ. Bùi. Nó chết đi. Con non sao á? Thế nào? Có biết nướng không? Đây, cu nướng con đấy đi. Đấy, đấy cu nướng con này đi. Để ông nướng con này cho. Con diều hâu này các bạn này. Như này mà bắt bao nhiêu gà đấy. Thì được một con này thì đỡ được bao nhiêu con gà bị ra đi vì cái con diều hâu này. Nhỏ thế này thôi. Nhưng mà nó bắt gà cũng nhiều phết rồi đấy. Con đầu nó. Hồi đã tròn thủ tục. À, nó cháy mất chứ con. Không phải để ra ngoài đấy, đốt một tí thôi. Đây, con cặp cái dao này, cặp cái cổ cũng được này, à cặp cái chân này. Rồi, cặp chỗ đấy, đúng rồi. Đừng ngồi này nha. Cái này nha. Đây. Chín rồi bố. Chín rồi bố. Các bạn nhìn này. Chảy mỡ vàng khe như này mà. Đấy thì chỉ mới là thui cái lông của nó thôi. Đúng là đồ rừng ăn ngon lắm các bạn. Nhìn này, quả ước, hai quả ước này. Một con này là nếu mà ra quán mua có khi cũng phải khá khá tiền đấy. Này. Úi chà cái lưng của nó. Hôm nay thì được rất nhiều nhưng mà hai anh em chia nhau nên là út nhà mình nó chỉ lấy có bấy nhiêu con thôi. Đấy, bây giờ sang đây để nướng tiếp đi. Con này béo như chim cun cút luôn các bạn này. Chảy mỡ ác luôn. Con này ra quán là mấy trăm nghìn. Đấy, đúng là đồ sạch đấy các bạn ạ. À có dịp thì mời các bạn lên quê mình thì mình sẽ đưa các bạn đi bẫy chim rồi là
thưởng thức tại đồi luôn cơ, nhưng mà hôm nay mình bận nhiều thứ quá cho nên là không làm tại đồi được. Đấy, con chim vàng như này cơ mà. Đây. Mặc dù là mình quay ban đêm thôi. Chập tối, thế nhưng mà cũng các bạn cũng nhìn thấy là con chim nó rất là béo này. Đấy, nhìn cái lưng của nó này. Nhìn như con chim con cút mà nuôi bằng cám luôn. Không, con chỉ ngồi đấy xem thôi. Con chỉ ngồi đấy xem ông làm thôi. Tối ngồi ra đằng kia. Vặt gì đấy, vặt lông à? Nhổ lông à? Bỏ ruột thôi bố nhỉ? Bỏ ruột luôn nhá. Bỏ ruột luôn, cụ biết bỏ ruột luôn à? Cụ có ăn được không? Có ăn được thịt của nó không? Bé nhỉ? Cho con vào tay nhá. Có chân đưa tới á. Thế chưa? Thế chăng cô? Úi dồi ôi, con chim này. Nhìn béo thế. Như kiểu là chim nuôi cám nhưng mà nó là chim rừng thôi. Chả biết là quê các bạn có cái món chim này không? Con chim đang ngủ nhá. Một con chim này là... Úi dồi, nhìn nó chảy cả nước bọt này. Nó dày quá nhỉ. Quá, dẹp quá. Ôi, béo thế. Cần ruột thế. Cần ruột béo quá. Chân đi rồi, cô rửa đi. Rồi để tí ông mổ. Đấy. Rồi để tí ông gắp. Được rồi. Đây là ông gắp. Đây con chim mổ này các bạn này. Mình chưa bao giờ nhìn thấy cái loại chim nào mà nó khủng như này. Toàn thịt đấy. Mà nó chỉ ăn cái hoa quả thôi, ăn lên quả rừng thôi. Nó nạc như này cơ mà. Này làm chất lắm. Đấy, đây giờ ông bổ con này. Toàn ức ấy. Cô ngửa ra thế nào, ngửa xem nào. Toàn ức thôi này. Này. Dày ơi là dày. Ồ. Như này cơ mà. Nhìn sướng thật đấy. Đâu thả mấy con nhỏ. Cái ruột này không lấy đâu nhỉ? Lấy cái ruột rồi. Ông mổ con nào không? Ông mổ. Con có chửi cây ruột cho ông đi ông mổ vào. Mổ đi nha, phải thối nha. Đấy rồi. Ba con chim này. Ba con chim này có khi đã được một bát tử tế, một nửa đĩa tử tế rồi. Đấy đông rồi ấy. Chửi lại à? Đi thôi nhá. Mình phải căng cái ánh sáng điện đây này. Thế nhưng mà nó cũng không bằng ánh sáng ban ngày đâu. Cho mình chín một canh chứ bố. Không, tí vào rắc sau cũng được. Rắc sau. Ông không làm được thì ông làm thôi. Làm một gắp đâu cô ạ. Làm một gắp thôi, làm một gắp của ông thôi. Ông đấy luôn. Đi, đưa cho ông đi con. Đưa con ra cho ông. Ôi, trời béo thế. Ngon thế, ngon tuyệt vời. Nào thì đây là cô ấy, cái bà ấy một tay nhá. Cô bục ra nhá. Đây các bạn này. Một con chim này, hai con chim này, ba con chim này. Bốn con này, năm con này. Nhìn nó béo thế này cơ mà. Đấy. Soi đèn có vẻ nó sẽ chói hơn đấy. Vàng như này các bạn. Tiết mục xôi cá nhá. Vâng. Đây. Rất là ngon. Chảy mỡ ra đây rồi. Mấy con chim của mình vàng như gà công nghiệp luôn các bạn. Đấy. Nhìn sướng chưa? Úi chà chà. Này ai muốn ăn? Mỡ như này cơ mà. Như này cơ mà các bạn. Đấy, đây là con chim, chả biết gọi là con chim gì ạ. Còn con giữa này là con diều hâu này. Còn mấy con này thì cũng là cái loại chim vàng vàng ấy. Lông nó vàng hóa ra, mỡ nó cũng vàng. Út nhà mình nó vừa thêm được mấy con đấy các bạn này. Đấy, toàn chim trèo bèo thôi. Hẳn là ba con chim trèo bèo luôn. Đây con cái gắp này là đã sắp chín rồi các bạn này. Đấy, vàng như thế này rồi cơ mà. Ok,
kéo chín rồi bố ơi, đừng nướng nướng quá nữa. Để xa xa ra thôi, để xa xa cho nó. Xa xa cho nó phải khô mất. Để đợi thêm ba con chim này nữa. Ui, rồi cất đi con. Để cho ông hơ, để xa xa ra. Rồi, béo như này. Béo như gà công nghiệp luôn. Hai anh em mình hôm khác sẽ làm một món ở trên rừng đấy. Nhưng mà hôm nay tối quá không kịp. Ủa, con này cũng béo lắm. Chưa ăn được, chưa ăn được. Này các bạn này. Nó chảy mỡ ầm ầm đây. Mình phải cố gắng lắm mới cầm được cái con này bởi vì cái mỡ nó nóng quá. Đi mổ đó. Bỏ quá. Úi trời. Thế chín nào, tí nữa mà ăn. Bỡ thế này. Đây, bố mổ nốt đi nào. Đây là con chim trèo bèo các bạn này. Ba con chim này út nó bắt sau đấy. Nướng vàng như này rồi. Bây giờ mình sẽ đưa ra đây để cả nhà mình sẽ ăn thôi. Thế còn cái con chim này là con chim lúc nãy có cái màu lông nó vàng vàng ấy. Nhìn cũng ngon rồi. Béo như này cơ mà các bạn. Chắc là ngon lắm đây. Nhìn đã muốn ăn rồi, con diều hâu này. Đấy. Theo các bạn là bấy nhiêu con chim thì có đủ để uống rượu say không? Mình nghĩ là bấy nhiêu con chim là cũng đủ say đấy. Đấy, kệ kệ kệ. Thôi xé ra để ăn thôi. Nay sẽ phải làm tí rượu bởi vì là nếu mà kiếm đây là kiếm được thôi các bạn ạ nhá. Nếu mà không kiếm được là mình cũng không biết là phải mua mất bao nhiêu tiền cái chỗ này nữa. Con diều hâu béo thế nhở? Con này ăn bao nhiêu gà này? Ăn bao nhiêu gà đấy? Ăn này. Dài không? Ngon. Ngon không? Ngon nhỉ? Mai lại đi lấy tiếp nhá. Bây giờ mình sẽ thử một miếng để mô tả cái cảm giác của nó như nào. Đây các bạn nhá, đấy cái miếng thịt chim này này. Nhìn nó như này các bạn. Đây là cái cánh của nó đấy. Đây là quả ức của nó đây. Đấy. Út út. Út xé được cái ức này ra này. Út xé được cái ức này ra này. Dài lắm. Dài à? Xé cho anh một miếng xem nào. Con này già rồi. Già ta. Đây. Miếng thịt nạc ấy. Ui à, dài thế. Dài à? Miếng. Hai miếng luôn này. Út nó xé cho mình hai miếng các bạn này. Đây là cái miếng thịt của con chim này các bạn này. Rất là ngon luôn. Chấm vào đây. Ai à? Thịt nó chắc thế. Ngọt. Một miếng thịt bằng đầu ngón tay đã đủ sướng rồi. Này. Này. Mình cũng sẽ phải uống một chén rượu mới được. Con gì đấy? Con này con diều hâu à? Diều đấy các bạn nhá. Đó. Con chim lông vàng này. Đó. Cố hết một chén này thôi. Đây là cái miếng thịt mà của con chim nó màu vàng vàng lúc hai anh em mình mổ đấy. Như này các bạn, cái quả ức này. Sướng. Mình sẽ xuống đây để chấm nào. Chấm. Đây, lấy cả ớt với ớt với hạt dổi đây rồi. Cho vào mồm thôi. Ui à. Cắn ngập chân răng cái miếng thịt này. Ngon thế. Thịt nó thơm thật. Nó khác với cái thịt các bạn mua ở chợ đấy. Đương nhiên là phải khác rồi. Mất. Như này cơ mà. Cái này mà ngồi quán thì không biết là hai anh em mình sẽ hết khoảng bao nhiêu lít bia. Nhưng mà hôm nay ở nhà thì chắc chỉ hết tầm 2-3 chén này thôi. 2-3 chén này cũng đủ say rồi đó. Ăn đi. Cay cay. Làm luôn miếng cổ đi xem nào. Chưa là cái miếng cổ này.
Chỉ biết con diều hâu ai ăn rồi nhỉ, nhưng mà mình sẽ ăn miếng cổ này. Ăn cả xương luôn các bạn ạ. Thịt chim nó giòn lắm. Nó không như các loại thịt khác đâu. Không phải bỏ xương đâu. Chỉ bỏ mỗi xương đùi của nó với cái chân thôi. Với cái mỏ của nó thôi. Đây, thịt nó cũng vàng út ạ. Mày tiếp nhá. Đây là con thịt của con diều hâu này. Nó. Cánh của nó. Ôi giời. Như thịt trâu sấy luôn. Cho cu miếng thịt này này. Ha. À, nó cu này. Đấy, đấy, ăn lấy chỗ đấy mới ngon. Cố ăn nhá. Ăn đi. Ăn đi, mai út lại đi kiếm tiếp nhá. Dài rồi. Ngon thật. Đúng là thịt đồ rừng. Hôm nay phải tích cực đi kiếm thôi út ạ. Còn bảy triệu này thì hai anh em mình sẽ thưởng thức nốt các bạn ạ. Thôi dừng máy đây. Chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cái quạng.